Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố phương thức quản lý về hạn ngạch nhập khẩu đối với một số sản phẩm nông nghiệp và gạo của Việt Nam theo thỏa thuận của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). EVFTA dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 và theo thỏa thuận này, nông sản đặc biệt là gạo của Việt Nam sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào EU, tuy nhiên các mặt hàng này có hạn ngạch nhập khẩu hàng năm. Riêng với gạo, EC đưa ra một quy định riêng và với mức hàng năm là 80.000 tấn, trong đó có 20.000 tấn gạo chưa say sát, 30.000 tấn gạo say sát và 30.000 tấn gạo thơm. Để bảo đảm việc tiêu thụ và tránh bị dồn ứ mặt hàng gạo trên thị trường, EC đưa ra hạn ngạch nhập khẩu cụ thể cho từng loại gạo đối với từng giai đoạn trong năm.